Quốc Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2018. Trong cái video clip này, Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị hai hộp đựng trang sức và mỹ phẩm bằng gỗ cẩm lai của Việt Nam. Cẩm lai đây là cẩm chính thức là xuất xứ từ Gia Lai của Việt Nam chúng ta. Và hai chiếc hộp đựng trang sức và mỹ phẩm đẳng cấp này được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi vừa mới cho ra mắt ngày hôm nay. Quý khách sẽ cùng với Đồ Gỗ Thành Luân bớt ra độ khoảng 5-10 phút để cùng Thành Luân chúng tôi đi vào đường nét chi tiết của hai hộp đựng trang sức đẳng cấp này. Và đầu tiên, trước khi đi vào đường nét chi tiết, chúng tôi giới thiệu sơ qua nguồn gốc xuất xứ của hai chiếc hộp này. Chiếc hộp này là Thành Luân chúng tôi, là gỗ là do Thành Luân chúng tôi cung cấp cho những người thợ của Trung Quốc, gốc Trung Quốc là chế tác. Vị cùng đi vào đường nét chi tiết. Và hai chiếc hộp này có đồng kích thước là chiều ngang này 24 phân, chiều cao là 20 phân, và chiều sâu này là 30 phân. Chiều sâu này 30 phân, nó là cái hộp gọi là hộp mini đựng đồ trang sức và mỹ phẩm cho chị em phụ nữ. Đó, rất chi là tiện ích. Và trong cái hộp này thì chúng tôi mở ra, quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng. Nó rất chi là độc đáo và nó phải nói là tuyệt vời luôn. Đây, không còn chờ nữa, chúng ta sẽ mở khóa. Đây, nó có cả khóa đàng hoàng luôn. Đây, chúng tôi đã mở sẵn rồi, giờ chỉ cần rút khóa ra thôi. Đó, và bắt đầu mở. Đó, quý vị cùng chiêm ngưỡng, tôi mở sẽ rất từ từ, được làm 100% bằng gỗ cẩm. Đó, và bên trong là một miếng gương. Như vậy là chúng tôi đã dựng lên rồi. Rồi, đây, dựng lên, trước tiên là dựng lên. Và cái phần hoa văn họa tiết ở phía ngoài này đục chạm rất chi là đẳng cấp. Và các chữ nho này, để quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ, chúng tôi sẽ dịch ra cho quý vị. Chữ nho này rất ý nghĩa. Đây, đó là không gian bên ngoài. Và phía trong chúng tôi vừa mở một lớp ra là một cái mặt gương. Mặt gương này để chị em phụ nữ khi chúng ta để các cái đồ trang sức vào đây hoặc là đồ mỹ phẩm thì dở ra cái là chúng ta có thể soi gương để trang điểm, rất chi là tiện lợi. Cái này chúng ta có thể để ở phòng hoặc trong phòng hoặc là có thể mang đi du lịch, nó rất chi là thuận tiện, nó rất chi là nhỏ gọn. Và tiếp theo chúng tôi sẽ mở một lớp tiếp theo ở đây. Cái gương này chúng tôi vừa mở lên, chúng ta có mở hết ra đó. Đây là mở, rất mở ra, rất chi là đẹp. Đấy, cái chỗ phía sau một gương này có một cái miếng nam châm thì chúng tôi có thể gạt ra để gấp. Đó, rất đẹp. Tiếp theo, cái mở tiếp theo. Đây, tôi kéo khóa này mở ra. Đó, mở rất từ từ để quý vị thấy được. Đó, toàn bộ về mộng của cái hộp đựng trang sức này, mỹ phẩm, trang sức mỹ phẩm này, nó cực kỳ là đẳng cấp luôn, do những người thợ gốc Trung Quốc thực hiện. Đó, những người bạn của chúng tôi, bạn của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Thành Luân cung cấp gỗ để cho những người bạn chúng tôi là chế tác ra cái hộp đựng trang sức. Đấy, nó rất thuận tiện. Hai bục này để có thể mở ra, hai bục này, ghép lại thành hai bục này. Thì trong cái bục này lại có một ngăn, chúng ta có thể rút ra. Đó, rút ra, và bên trong này chúng ta có tha hồ để mỹ phẩm hoặc là trang sức. Nó rất chi là thuận tiện. Để vào đây bằng gỗ cẩm này, bên này cũng vậy, tương tự. Đó, rất chi là tiện lợi. Và tiếp theo, khi chúng ta mở được hai cái bục này ra rồi, chúng tôi sẽ để tạm đây. Kề đang dốc đây, hai bục tiếp theo rồi. Thì phía dưới cùng này, phía dưới cùng này cũng có một ngăn nữa để trang sức hoặc là mỹ phẩm, rất chi là tiện lợi. Đó, và phía trên này một chút là 4 ngăn kéo có thể rút ra, cũng là để trang sức hoặc là mỹ phẩm. 3 ngăn kéo, rất chi là thuận tiện. Thành Luân chúng tôi là luôn luôn đi đầu về các cái mẫu mới và các sản phẩm mới.
hàng đẳng cấp nhất và độc đáo nhất trên thị trường. Quý khách có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp thành luôn chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Thành luôn chúng tôi chuyên nhận đặt theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Và bây giờ chúng ta lại có thể đóng lại để nó vuông thành sắc cạnh như cái hộp, chi tiết là ngăn kéo đó. Tiếp tục gấp vào, 1 2 đó. Như vậy chúng ta mới có đóng tạm thời vậy thôi, đóng tạm thời vậy là lên từ một cái gương này để chúng ta trang điểm. Tiếp tục gập vào tiếp theo đó, rất chi là hiện đại rồi. Giờ thì đóng quá vào là xong thôi. Như vậy là chúng tôi vừa giới thiệu xong một chiếc hộp đựng trang sức và mỹ phẩm của chị em phụ nữ, hộp mini có kích thước 24 x 30, chiều sâu 30 và chiều cao 20, chiều ngang 24 phân. Nó rất nhỏ gọn và bên này có hai cái tay đồng để nhấc lên, và hộp bên này cũng tương tự như vậy. Ví dụ như thế này được. Đó là một gương. Đó, mở ra. Đó, rất chi là đẹp. Và chúng tôi đóng tạm vào. Để giới thiệu phần hoa văn phía bên ngoài thì là toàn bộ hoa văn được đục chạm khắc tinh xảo và sắc nét do những người nghệ nhân sử dụng các cái máy móc thiết bị rất chi là đẳng cấp để tạo nên cái đường nét hoa văn thật sống động cho cái tủ đựng mỹ phẩm và trang sức của chị em phụ nữ này. Thực sự ra thì chúng tôi là cũng có ý định là trong cái dịp mùng 8 tháng 3 là chúng tôi là xong hàng, nhưng mà bởi vì nó có chậm trễ một chút, bởi vì lúc ấy chúng tôi chưa sang bên chỗ những người thợ làm được mang về được, nên là hơi chậm trễ một chút thời gian, nó cũng không sao. Bây giờ quý khách hãy nhanh tay nhấc máy và gọi điện cho Thành Luân chúng tôi để sở hữu, cũng là tặng những bà xã hoặc là người yêu vân vân, để tặng một cái hộp đựng trang sức này rất ý nghĩa. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Thay mặt đối với Thành Luân xin kính chúc toàn thể khách hàng có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin trân trọng cảm ơn.